chào tất cả mọi người, hiện tại thì Huế đang có mặt tại Thẩm mỹ viện Liên Anh ở thành phố Đà Nẵng. Và mọi người thấy là ở Thẩm mỹ viện Liên Anh thì đang diễn ra buổi chuyển giao công nghệ nám của STD Group. Huế muốn mọi người gặp gỡ và giao lưu với tổng giám đốc của Thẩm mỹ viện Liên Anh là tiến sĩ bác sĩ Đinh Đức Anh. Anh có thể cảm nhận nói về cảm nhận của mình sau cái buổi đào tạo khóa học này tại Thẩm mỹ viện của mình ạ. Trước hết phải nói là chúng tôi Thẩm mỹ viện Liên Anh ở Đà Nẵng đấy đã trải qua gần 20 năm kinh nghiệm trong cái ngành thẩm mỹ. Thế mà bây giờ vẫn đi học. Thì các bạn biết là hôm nay thì chúng ta đang học về trị nám. Thì phải nói là có đến hàng vài chục cái công thức, cái cách thức trị nám khác nhau. Nhưng mà phải nói là cho đến nay việc trị nám vẫn rất khó. Chúng tôi đã đi Thái Lan, Hàn Quốc, rồi là Singapore nhiều lần, rồi học Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần. Nhưng mà khi hỏi kể cả các chuyên gia Mỹ cũng đều nói câu trị nám khó lắm. Thế mà bây giờ chúng tôi lại tiếp tục học. Vậy thì phải nói là học là không ngừng. Vừa rồi thì đã được giới thiệu và chúng tôi cố mời bằng được công ty vào đây để chuyển giao kỹ thuật. Trước hết cho bản thân cá nhân của công ty Liên Anh và sau đó giúp cho các bạn spa ở Đà Nẵng và xung quanh Đà Nẵng, kể cả các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, các tỉnh phía miền Trung và phía Bắc. Hôm nay các bạn thấy là chưa tập hợp được đầy đủ nhưng mà cũng đã khá mệt ngày hôm qua đến giờ liên tục. Thì cảm nhận của chúng tôi là thế này. Mặc dù có hàng chục cái cách trị nám khác nhau nhưng mỗi cách lại có một cái hiệu ứng khác và nó dựa trên một cơ chế khác nhau. Ở đây tôi thấy có một cái đặc điểm là cái cơ chế của các việc trị nám này nó khác nhiều so với các biện pháp từ trước cái này. Mà cụ thể nổi bật lên là nó có cái hiệu ứng là kháng nám, phá nám ngay lập tức trong vòng khoảng thời gian từ nửa tiếng đến một tiếng khi mà ta đưa nám vào lớp, qua cái lớp tế bào đáy. Thì nó ngấm vào là nhìn thấy ngay rằng là khi nó ửng đỏ lan đến đâu thì nám nó tan đi đến đó. Cái việc nhanh nó tốt hơn hay là không tốt thì chúng ta còn bàn sau. Nhưng mà phải nói có một cái đặc tính ưu việt. Thứ nhất là nhìn thấy được. Mà nhìn thấy được thì người làm cũng thấy tin và khách hàng cũng thấy tin. Thì tôi cũng nghe nói là theo quy trình đây ấy, thì thời gian mà làm giảm nám của quy trình mới này là nó có thể nhanh đến mức độ nó có thể rút còn bằng 1/3 thôi so với lại các phương pháp khác. Ví dụ như dùng các phương pháp khác thì chờ 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng nó hiệu quả. Cũng là đừng tiêm nhưng phải mấy tháng mới hiệu quả. Thì ở đây chỉ trong tuần đầu là có hiệu quả, sau đó thì cái liệu trình nó gần hơn và nó tác dụng nhanh hơn. Có thể nói là rút ngắn được từ 1/2 đến 2/3 cái thời gian làm nám. Rất là cảm ơn Tổng Giám đốc của Thẩm mỹ viện Liên Anh, Tiến sĩ Bác sĩ Đinh Đức Anh. Tiến sĩ Bác sĩ Đinh Đức Anh thì đã có kinh nghiệm trong ngành y là tầm khoảng 50 năm rồi. Và năm nay thì bác cũng đã gần 70 tuổi, cộng với cái kinh nghiệm điều trị về ngành thẩm mỹ là gần 20 năm. Từ khi mà mình thành lập và mở cái cơ sở này là gần 20 năm rồi thì cũng đã trải qua rất là nhiều những cái sản phẩm, qua rất là nhiều những cái công nghệ khác nhau. Và hiện tại thì Thẩm mỹ viện Liên Anh đang áp dụng những cái công nghệ cao nhất, tiên tiến nhất ở tại khu vực Đà Nẵng. Thế nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào tay nghề của bác sĩ cũng như là trình độ đội ngũ bác sĩ ở đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi để chúng ta sẽ nói chuyện chia tiếp về những cái thông tin về những cái khóa học điều trị như thế này tại Thẩm mỹ viện Liên Anh cho các chủ spa tại khu vực Đà Nẵng. Ở đây thì mọi người sẽ lại tiếp tục giao lưu với một vị bác sĩ nữa. Đây là bác sĩ Liên. Bác sĩ Liên thì hiện tại thì cũng đang làm việc công tác tại cơ sở Thẩm mỹ viện Liên Anh ở tại khu vực Đà Nẵng. Và bác sĩ Liên cũng có hơn gần 50 năm kinh nghiệm trong ngành về điều trị về y khoa. Và đặc biệt nữa thì trong ngành thẩm mỹ cũng là một trong những bác sĩ rất là có tiếng. Hiện tại thì trung tâm của bác sĩ Liên cũng đã mở rộng ra quy mô rất là lớn. Và đặc biệt là cũng hỗ trợ cho rất là nhiều những cái chủ spa và các học viên ở trên cả nước. Là chính là tư vấn đào tạo, mà chính là đào tạo tư vấn cũng như là điều
điều trị rất là nhiều cái bệnh lý về nám, về mụn, về sẹo và những cái bệnh lý về hệ mao mạch hay là lão hóa ở trên những nền da khách hàng khác nhau. Và ngày hôm nay thì em muốn chị có thể chia sẻ về cái thông tin cái lớp học này, và đặc biệt nữa là trong cái quá trình mà bên công ty chuyển giao công nghệ cho Liên Anh thì chúng ta sẽ thấy rằng là thứ nhất là về đánh giá cơ bản về sản phẩm, thứ hai nữa là về cái sản phẩm này thì chị thấy cái hiệu quả cũng như là cái đánh giá lâm sàng thì như thế nào. Chị có thể chia sẻ thông tin để cho mọi người có thể nắm được nhé. Cảm ơn chị Huế. Thực ra thì đi đến với sản phẩm này thì mình cũng phải mất một thời gian theo dõi, nghiên cứu về nó. Cái điều khó khăn nhất của tất cả các thầy thuốc hay chủ thẩm viện điều trị về nám thì là những cái nám hỗn hợp, nám chân sâu. Thông thường thì nó chiếm thời gian quá dài và do đó cho nên là cái sự kiên nhẫn của khách hàng chưa chắc là đi theo cùng với cái khả năng điều trị của bác sĩ hoặc là các thẩm viện. Có những cái nám mà mình phải điều trị thời gian nó dài tới cả hàng năm thì phải nói là trong thời đại hiện nay thì người ta cũng rất là khó để mà theo, hoặc là có trên những cái làn da rất là yếu mỏng do quá trình khách hàng họ cái nhận thức về cái khoa học trị nám nó chưa tới nơi tới chốn, và họ nghe những cái lời quảng cáo có cánh ở trên mạng cho nên là sử dụng các sản phẩm lột tẩy quá nhiều và làn da nó bị yếu mỏng đi, nó càng làm khó khăn cho cái việc trị nám của các thẩm mỹ viện cũng như là các thầy thuốc. Thì trong quá trình đó mình cũng đã gặp những cái khách hàng như thế rất nhiều, và mình muốn tìm tới những cái giải pháp mà rút ngắn được thời gian điều trị cho khách hàng để đáp ứng cái mong mỏi của khách hàng. Thì muốn như vậy nó phải có hai vấn đề. Một là khả năng phân giải sắc tố của cái sản phẩm đó nó phải tốt, và điều thứ hai là nó phải bảo đảm là da khách hàng khỏe. Trị nám mà phải bảo đảm da khách hàng khỏe thì cái hiệu quả nó mới cao. Còn nếu trị nám xong sau đó da khách hàng mỏng yếu thì chắc chắn nám nó sẽ tái phát lại. Cái bộ sản phẩm của Nhật này từ SCD thì theo nghiên cứu của mình và quan sát một cái thời gian vừa qua thì mình thấy là được cái là da khách hàng sau điều trị, mỗi buổi điều trị nó được khỏe lên, sắc tố thì được phân giải đi khá là tốt, và cho nên cái khoảng thời gian điều trị nó sẽ rút ngắn được rất nhiều, và như vậy thì đáp ứng được mong mỏi của khách hàng. Và hy vọng là sau đó cái phần bảo vệ da của khách hàng tốt thì nám sẽ không tái phát. Trong cái quá trình đào tạo của công ty tại đây thì mình thấy là cái khả năng phân giải nám của bộ sản phẩm này là rất tốt. Nó khá nhanh và các bạn có thể thấy hiệu quả qua từng tuần điều trị. Thế đó cũng là một cái đáp ứng mong mỏi của khách hàng. Xin cảm ơn công ty đã đến đây. Rất là cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Liên, và hy vọng rằng là với những cái kinh nghiệm điều trị của mình thì chị sẽ áp dụng được thành công cái phương pháp điều trị nám của STD tại thẩm mỹ viện của mình. Và chúng ta tiếp tục thì chúng ta sẽ lại giao lưu với những chị trực spa ở các khu vực khác. Chị ơi, em xin phép được chị chia sẻ một số những cái thông tin về chị có thể giới thiệu tên của mình này, cơ sở thẩm mỹ của mình này, và lý do tại sao chị biết đến cái thông tin của cái lớp học này tại khu vực Đà Nẵng và chị tìm hiểu đến đây. Thì em thấy chị học hôm nay là ngày thứ hai rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Trước tiên là xin chào mọi người. Mình là chủ của thẩm mỹ viện Kỳ Diệu tại thành phố Quảng Ngãi. Nói chung là bên thẩm mỹ viện của mình thì cũng đã điều trị nám và mụn thì cũng nhiều năm rồi, nhưng mình theo dõi thì mình thấy cái sản phẩm ở bên công ty này rất là hay, cho nên mình đã ra trực tiếp để mình được học hỏi những cái mà bên công ty chia sẻ, các cái bước mà để về điều trị tốt cho những khách hàng bên mình, cho nên mình thấy cái này rất là tốt, và khách hàng hãy đợi mình về và mình sẽ trước tiên là mình sẽ test, mình test trước, và khi mình về thì mình sẽ điều trị hỗ trợ vào những cái sản phẩm của mình đang điều trị cho khách hàng tại thẩm mỹ viện nhiều năm qua. Thì mình trong mình đó mình thấy là sẽ đạt hiệu quả tốt hơn nhiều so với nhiều năm về trước. Chị khi mà test sản phẩm thì chị thấy sao? Chị có thể chia sẻ cảm nhận là cái sản phẩm này á, khi mà test vào á, trong sau khoảng là
2 tiếng sau thì mình đã nhìn thấy rõ được cái hiệu quả trên cái da của mình sáng ra, và biết nám thì sẽ được mời đi. Mình rất cảm ơn, và đây là em bé của công ty đã vào hỗ trợ và cho mình được biết đến sản phẩm của bên công ty em. Dạ, cảm ơn chị. Chị Thùy Duyên thì cũng chị thì cũng đã có kinh nghiệm làm ở thẩm mỹ là hơn 20 năm rồi đúng không? 28 năm, và chồng thì cũng là bác sĩ công tác ở trong ngành y, con trai cũng là bác sĩ công tác ở trong ngành y. Nói chung là cả nhà là làm trong ngành y, và biết đến thông tin của STD Group thì chị thấy những cái phương pháp này nó rất là tối ưu, nên là muốn đưa về từ nhiều công ty để đưa về áp dụng thêm cho cơ sở thẩm mỹ của mình. Và em sẽ chúc mừng chị và sẽ cố gắng để sẽ hỗ trợ chị thêm để phát triển thêm ở khu vực Quảng Ngãi, để giúp cho rất là nhiều khách hàng và các chủ spa khu vực Quảng Ngãi để có thể biết thêm được những cái thông tin về những cái dòng sản phẩm điều trị rất là an toàn như thế này nhé mọi người nhé. À, chị cảm ơn em. Bây giờ thì chúng ta sẽ bôi lại một lớp tế bào gốc. Bôi lại một lớp tế bào gốc này, xong rồi bôi thêm một lớp kem nám đêm và bôi thêm cái tinh chất C, rồi lấy cái màng bọc thực phẩm ấy, chị bọc qua, rồi là lấy cái mặt nạ nóng ấy, ủ luôn lên trên. Bao nhiêu phút? Thường thường thời gian nó sẽ là từ 15 cho đến 20 phút, nhưng mà cứ cái lúc mà mình làm cái mặt nạ ủ nóng này 5 phút mình phải rửa ra, mình kiểm tra một lần. Thứ nhất để cho nó thoát hơi đi, nó không đọng hơi ở trên da khách. Thứ hai nữa là để kiểm tra xem là cái nhiệt tác động vào da nó có bị đỏ quá hay không, để mình còn điều chỉnh nhiệt. Cái này xong rồi, cái này xong rồi đây.